Chú Trung xoay lại cái coi. Xoay lại nhìn cái mặt coi. Xoay lại. Rồi. Rồi, đi tiếp. Quay sao mà quay trúng cái lưng của Dưỡng Bình không nữa. Quảng Minh Visiting thì grandmother Quảng Minh father mother father là ông cụ bên ngoài. Đây, ngon đây. Đây, đó. Đẹp chưa? Quay lại chú Trung, quay lại. Quay lại, đây phải không? Ừ. Nguyễn Luân Thông, rồi mang dép vô nè. Rồi cho nó xuống mang dép vô đi. Mang dép vô. Mang dép vô đi con. Rồi. Rồi cho chân nó xuống đi, cho chân xuống đứng đứng như thế cho nó khô đi. Rồi. Chân này. Rồi. Rồi, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Mình sắp về đấy, tại đây mình chấp hành thăm nhang cho ổn nè. Rồi, đi về, rồi đi về. Đi. Ủa, mà cái khung biến đi bự đấy. Ông mua hết đấy. Này đấy đấy. Nhưng mà mùa tao không tìm đến nhà ông trứng lên làm gì rồi làm. Ở trước là để dành cho bọn ba anh em. À. Để cho ba anh em nữa mà sau rồi mọi người đi mỗi đường trên. À. Cầm tí xíu coi chứ chú, cầm coi. Chứ sau mày có chừng ngón tay chen. À. Ông nó đi thôi mà để cho hai ba. Quay hay chụp. Quay đang quay. Nè. Thôi đừng đây 13 nè. Không có đừng đây 13. Tao đi về nè. Đi về để bé lại hóa thì sẽ bơ về nè. Mà thắp nhang nè. Đó, thắp nhang, có thắp nhang không? Con cầm lại con lại không? Quay bên hẳn cái thề. Quay lấy bớt hai bộ con hẳn kìa. Quay lên nè. Cây này không cân mù ai đâu. Đâu quay cái mọt của ôn nè. Thấy không? Xích lôi tí xíu nữa, xích lôi đừng gần quá, xích lôi đi. Gần quá. Nghiêng máy quá trời luôn rồi. Nghiêng máy quay là để cái tay nó đừng nhúc nhích. Thấy không? Đây. Bắt kẹo nọ ra chứ mà. Ôi con đòi nọ, đâu con đòi nọ. Rồi đẹp nè, thấy không? This is my mother, father. Sư Quang Minh call the great grandpa. Rồi cứ lấy ngồi đây cho khỏi ốp chai. Đây. Tới ngồi đây nè. Rồi xong chưa? Từ đấy đó thì tôi cầm máy nha. Rồi, đừng để cho khô. Hả? Rồi. Rồi, cầm đi. Để chú về trước với Dưỡng Bình nha.